Xin chào toàn thể các bác, tiếp tục làm một cái video. Lâu lâu không làm lại những cái video mà cho các bác có thể lựa chọn tốt về cái sản phẩm bán sale, gọi là sản phẩm sale tốt của bên em. Thì nên đây cho bác cùng xem qua lại một lần nữa một nội thất cho những cái bác nào mà mới mà đăng ký kênh ấy mà chưa có thời gian có thể lướt lại mà xem được. Thi thoảng bên em lại tiếp tục làm lại những chương trình về những cái sản phẩm của bên em chi tiết để các bác đỡ phải tìm lại những cái video cũ mà đã rất là lâu rồi. Thì bên em sẽ làm lại chi tiết lại một lần nữa. Đây là sản phẩm KI hàng bãi xịn và siêu lướt của bên em, và đã là một chương trình, một trong những cái sản phẩm sale rất là tốt của bên em trong 2 năm qua. Lâu lâu không làm lại sản phẩm này thì bên em sẽ tiếp tục tiến hành làm lại cho bác xem qua nội thất và cho bác có thể lựa chọn tốt hơn, bởi vì trên thị trường rất là nhiều những sản phẩm khác nhau. Có những sản phẩm nó rơi vào tầm trên 2 triệu cũng có này, 3 triệu cũng có, 4 triệu cũng có, 5 triệu cũng có. Và đây là sản phẩm cao tiền nhất và là dòng bãi xịn của bên em. Giá hiện tại đang là 6 triệu 800 nghìn đồng. Đấy, và cho các bác cùng xem chi tiết luôn. Đầu tiên thì đây là bát 30, một chung và một chép neo. Đây là sản phẩm KI loa lằm. Các bác có thể để đặt trên kệ lằm hoặc là treo lên trên trên trần đều được đối với sản phẩm KI này. Và với một bát 30 này thì nó sẽ được thiết kế, đó là một bên đó là lưới vải và một bên đó là lưới sắt ở hai bên chung và tép, và bên lưới vải đó là phần bát loa. Đấy, phiên bản JBL dòng KI này có hai phiên bản, đó là KI 512 và KI 510. Nhưng thực chất tại sao em không làm dòng KI 510, bởi vì là thật chất là mọi người đều thích những sản phẩm mà bát nó to, bát 30 trở lên thì nó mới phù hợp với gian phòng. Nên này bên em chỉ có đánh vào sản phẩm KI 512 và tư vấn cho bác lên KI 512 hết, phòng nhỏ phòng to đều có thể là sử dụng được sản phẩm này. Đấy, về phần bát của nó thì bên ngoài nó chỉ về hình thức thế thôi, một bát, một chung và một chép. Đấy, ốc lục giác các bác nhé, gần mút đây. Và phần bên trong của sản phẩm này thì gồm có một chung to. Đấy, chung to và có mã vạch và số seri đầy đủ đối với dòng chung này. Đấy, và một chép. Đối với sản phẩm chính hãng thì nó sẽ có đầy đủ số seri và nó sẽ không có cái tem dán đây các bác nhé, không có tem dán đây. Và thông báo với các bác đây là dòng sản phẩm hàng bãi nên là giá nó mới tốt như vậy, là 6,8 triệu, hàng bãi của China, Make in China. Và như các bác biết là những cái sản phẩm chính hãng của China, toàn bộ hàng sản phẩm chính hãng của JBL đều được sản xuất tại China các bác nhé. Đây là sản phẩm bãi tháo phòng, giá rất là rẻ, có đâu bình thường mới của nó rơi vào tầm 17-18 triệu đối với sản phẩm KI 512 này. Đấy, thì để nhận biết cho nó dễ thì các bác có thể nhìn qua mã vạch của trên màng này, đúng không ạ? Mã vạch trên màng đầy đủ hết, số seri ở đây, đúng không ạ? Và trong nhĩ này cũng có mã vạch, các bác nhìn mà kỹ ra một chút là có mã vạch, đúng không ạ? Bác có thể soi kỹ hơn, em đây soi được vài số này bởi vì nó rất là mờ. Đấy, bát của nó sẽ là ba lỗ mắt trâu. Đấy, tem của nó là tem cứng, không phải tem dán các bác nhé. Tem dán là hàng USA, hàng Trung Quốc loại 1, giá chỉ 4,5 triệu các bác nhé. Tem này là tem rất là cứng, meca cứng. Đấy, các bác có thể dễ phân biệt hơn nhé. Bên em có cả hai loại, có cả hàng USA cho bác lựa chọn. Và bên đằng trong của nó là bông, là bông đen các bác nhé, bông đen dày, quây tròn các bên, đó là bông đen dày loại này. Đấy, bông đen dày. Và bên trong nó là phân tần thì nó sẽ có một cuộn cảm để làm ổn định âm thanh và dòng điện, tụ Zotac này các bác nhìn, tụ Zotac và trở Penix đấy, đều đầy đủ hết, có tụ dài tụ ngắn đấy, dây nhất là thứ dây xoắn bác nhá. Đấy, bông đen, các bác nên lưu ý những cái đặc điểm đó, những cái đặc điểm mà em chỉ ra đây. Đấy, chi tiết về sản phẩm KI 512 cho bác có thể lựa chọn, và đây là sản phẩm giá cực kỳ tốt. Nhân dịp đầu năm mới này thì bên em giảm giá cho các bác và cũng như là sale cho các bác, đó là khi mà các bác mua một sản phẩm KI 512 này bình thường là phải combo em mới tặng mic, nhưng đầu năm mới thì bên em sẽ tặng cho bác một cặp mic BS500, cặp mic đôi nhỉ Tú nhỉ, đấy đấy các bác lên đi nhá. Mua một cặp KI 512 này bên em sẽ tặng cho bác một cặp mic, đó là BS500, tặng thêm một cặp này trị giá là tầm 1,7 triệu cho bác. Đấy, ok. Đằng sau của cái đời cao nó khác so với đời thấp, đó là nó có logo công tắc bật mở đây các bác nhá.
công tắc bật mở on off ở đây. Là logo này là logo có tác dụng là bật bật tắt đèn. Đấy, có tem mác đầy đủ đây. Đấy, Make in China này. Làm theo công nghệ ở Mỹ. Và đây là sản phẩm bãi xịn của Trung Quốc các nhá. Chuẩn luôn. Ok, bắt đầu tiến hành test nhạc cho các bác nha. Test nhạc cho các bác nha. Kết hợp với con D68S. Bỏ súp đi nha, không cần súp luôn. Ok, tiếng nhạc không thôi, xem tiếng lời của nó hay nhỉ. Hiện tại là không có súp nha. Không qua súp. Cứ thả súp ra. Không qua súp. Đây là cây là 120. Chất lượng của cây là 512 thì các bác nghe thì và đeo tai nghe và có thể cảm nhận, và theo em nghĩ là đối đây là một trong những sản phẩm mà rất là hoàn hảo khi mà các bác hát karaoke hoặc là nghe nhạc, tiếng lời rõ, tiếng bass hay và tiếng tép nó sáng, tép neo rất là sáng. Đấy, thì giá của nó rất là hợp lý rồi. Những cái sản phẩm này thì em bao hay cho các bác luôn khi mà về đến tận nhà luôn. Đấy. Một video làm chi tiết toàn bộ lại cho các bác xem về nội thất này, về chất âm này và về báo giá và khuyến mãi rất là chi tiết rồi. Các bác nào cần quan tâm thì liên hệ trực tiếp bên em thôi. Và em xin kết thúc video đây nha. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.